Rồi, Ừ, y đẹp. thinh luôn. Ờ, tôi chứng rõ ràng luôn. Y thinh luôn. Chúng tôi chứng thiệt. Chào mọi người. Rồi chào mọi người nha. Giờ hôm nay được đi với thằng lính mập mạnh bạn. Hôm nay xuống chỗ chú ba nè các bạn ơi. Anh em mướn xuồng bơi ra điểm câu. Hôm nay đi chuyến tôm tiếp các bạn ơi. Mong là sẽ có tôm có đồ quay cho anh em để các bạn xem nha. Đi bến này xuống nói chung là mập mập đi, mình đi xuống cũng hơi ngán. Rồi, giờ nước này câu tôm được ngon nè mọi người. Để mơ mình sẽ đi câu cá bạn ơi. Cho bạn xem nha, tôm cái này nhiều. À, mình đi tôm. Rồi được chào anh em và các bạn nha. Đây là lính mập của mình. Chào mọi người đi con. Rồi, giờ mình chuẩn bị đi ra sông nha các bạn. Mồi mình đánh hôm nay là ngoài Hà Đỏ các bạn. Chốn Gia Bảo qua đưa còn. Nay xuống rồi mong sẽ có thật quả mà mong đợi nha anh em. Rồi được chào anh em nghe, ta đi thôi. Giờ ngọ luôn mọi người, nước lớn trong xanh đẹp quá, không biết tôm mộng gì cỡ này còn nhiều không nghe các bạn. Mấy bữa nay được quay clip lên chắc ta xuống câu dữ lắm luôn, nghe em nó nói rồi, nhưng mà không sao, vui là được. Đó, đi thôi mọi người ơi. Để phận được câu ở đây là ở Mỹ Sương câu lãnh nghe các bạn. Chào anh em nghe, đây là mồi hàng câu của mình nghe anh em. Hôm nay mình sẽ khiêu chiến với càng thủ đô la ta luôn. Không biết em câu mấy lưỡi được không? Dạ một lưỡi. Câu hai lưỡi. Câu một lưỡi chắc ăn, câu hai lưỡi dễ dính quá. Tào lao rồi đó, cái tào lao rồi đó. Tôm các bạn ơi. À, mở hàng nha mọi người, không biết bự nhỏ nha. Quay xuống nè, điểm cho nó nét. Rồi đúng rồi. Tôm càng mọi người ơi. À, con đầu tiên nha anh em. Cần taxi màu vàng lập công tiếp tục. Con gì đây, con gì đây đâu ơi. Ai sẵn mình dở con này coi có lên hai con luôn không. Đó. Tôm nghe anh em. Ê, ê. Xuống xuống. Con hai lưỡi này dở, con này không dính miệng, con này nó dính cái dâu. Móc vô cây đó chú, có nó cái cây sau lưng chú đó. Móc lý. Hai con nha mọi người. Con đứng ở đâu đây? Yeah.
đi câu mà xin ăn là xin tôm mấy nó xui lắm. Không có trên cả. Nó bỏ đi trước nè, nó xui lắm rồi. Bạn đội nhà 4 cây đội địch 3 cây các bạn, mà nãy giờ đội địch chưa con nào đó, đội nhà được 2 con các bạn. Ba con nha mọi người. Trời ơi. Tới nè. Rồi sao được chứ được. Mà có dây đuôi chặt chích chặt đuôi thế gì kia. Để. Ta. Ta. Để ta. Cái loại gì mà cho con dày vậy chứ gì đó xả luôn. Rồi đã mọi người ơi. Tâm tâm mọi người. Chặt đuôi lại nha. Hai cây này là được có bán hết rồi nha các bạn. Để cho đợt lấy không cái được. Lấy vàng rộng đi con. Dạ. Vàng. Lấy con vàng rộng cho hên. Các bạn. Hai con nha các bạn. Sướng sướng. Anh tao nha mọi người. Nhỏ. Làm tiếp nha các bạn. Con bự à. Chúng ta các bạn,
trứng. Đưa tôm trứng là gặp tôm càng, lúc là liền chạy. Đó, lượt hai cây luôn mọi người. Sướng sướng nha chú được. Trời ơi, lên tới mặt nước cứ sảy luôn. Chứ được rồi, chứ được, kêu chú Dạng qua đây câu ghiết đi ông, hồi chú câu hết rồi không còn đâu câu hết chứ được. Bắt hai con rồi, lên bờ hết rồi các bạn ơi. Đó, này muốn cuốn nặng mạng giống tập chín như ta, câu thì muốn tập chín là thả. Rồi, ý thinh luôn. Rõ ràng luôn. Y thinh luôn. Giống con trứng thiệt. Nè mọi người, nãy giờ được con trứng thôi, mình bắt trước hầu thả sau nha các bạn. Bắt con thật quả đi. Nè mọi người. Rồi ba cây đây là lên bờ hết rồi đó. Làm dây ba con thì mới cảm thấy vui. Kêu ông Dạng không gạt hôm qua, không câu hôm qua thôi. Thì kêu kêu tranh thủ qua, thì ví dụ hôm qua thì chú được câu hết thì không còn đâu mà câu. Tôm. Rồi đổi điểm luôn mọi người ơi. Tôm lên nha mọi người. Khứa này nè. Bên kia luôn nha các bạn. Lên tôm mọi người ơi. Còn chứ được. Tôm nha anh em. Quá trời.
thơm ngon. Nó bổ thôi chứ nó không có rẻ nghe chứ chứ được. Lên mọi người ơi. Điêu hồng. Ủa. Làm trứng các bạn, hồng mình khui thành quả mình thả nó sao nghe mọi người. Ủa da, ấy da. Bún quá bún. Này vô bánh rồi mọi người ơi. Ủa da. Rồi, tôm nữa nghe các bạn. Cần này ở đây là hai con rồi đó. Quá mọi người. Ừ, dữ lắm rồi. Con này ấm ha chứ được.
không được con lại con giúp cho. Hai con nghe nè em. Tôm trứng, tôm trứng hồi mình tổng kết mình sẽ thả nha các bạn. Hồi mình tổng kết mình sẽ thả nó sao nha. Thả nó ra xong hay thả vô nồi chú? Thả ra xong. Nữa bạn ơi. Con gì ơi, trời ơi, cần đó nữa trời, đang dính cần này dính đâu ơi, nữa đâu ơi. Đâu ơi đâu, con này chậm hơn con đó nha mọi người. Trời ơi, hai con ngược luôn nè anh em. Đâu nghe, đâu nghe đó. À, tao nghe nè, thử cái này coi. Lên con nữa cho con. Rồi, đó, hai con nghe mọi người. Thằng đen sao chứ được ơi. Cái dính hả? Ừ. Là hậu ăn thức ngang đuổi. Hình như cái sao cái đen này hồi nãy nó mới nhịp này chứ. Cái đen nữa. Đúng rồi. Đúng rồi.
bự rồi mọi người. Con hai con đó là nhỏ chứ không bự nè. Bạn có được. Đó, bự hơn hai con nãy nha mọi người. Mía nó mía rồi. Đã không kịp. Một nữ chứ cũng ngại chứ bộ. Rồi tôm tiếp nha anh em. Tôm. Được quá. Tôm nha mọi người. Wow. Tôm trứng nó đẻ các bạn. Tôm càng trứng đẻ rồi. Lên tôm càng nha mọi người. Ê đâu ơi. Trời. Con bữa đầu nó gạch không đã thì chứ. Dạ đau. Đau. Nó kẹp lủng tay mọi người. Lưỡi cũng chiến được em em. Đâu ơi. Chỗ này nãy của bạn đồ bỏ nè các bạn. Đó, tôm nữa nha anh em. Sướng tiền đáy tâm hồn. Ôi ủa đồng nó gạch không? Ăn liền luôn trời. Con này mình mới gỡ tả xuống rồi mọi người. Dính nặng nữa kìa, tôm bự thế giờ. Tôm càng rồi đó. Càng khủng bây giờ. Cái bọc á. Phút Hà này nãy giờ hai con tôm đó các bạn.
trồng cúc hành được 3 con là lịch sử luôn nha. Tôm nó nha mọi người. Thằng nắng thì chói các bạn. Tốt đẹp mới đẹp nè. Đó, tôm nó nha các bạn. Vô bị. Này một lưỡi mà hên với ta. Cũng được. Có gì hơi cho mượn cần vàng này nha chú được. Được không? Ok chú được. Quay phim nó quay mà coi cần bên ăn nữa nè. Quá trời. Quá quý điểm nổi à. Mọi người. Ngộ quý. Hết hồn trời. Con này về cháy mặn hết rồi. Kìa 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 chú con mai. Còn không? Trời ơi cá bóng, bóng cát nữa. Hết bài luôn. Đó chừng chục con mới lớn vậy, khô quá cha, khô quéo hết lại chú được. Bực thí đi chú ơi, ca cá bóng đó chú thả vô gọng nó cũng không còn sống nổi đâu. Thôi cũng chết à. Mấy giờ con? 4 giờ rưỡi à. Rồi, đúng rồi đó. Mấy giờ? 4 giờ 25. Hả? 4 giờ 25. 5:25 4 giờ rưỡi là 4 giờ rưỡi đủ đạn 5 phút nữa kiếm người ta nữa. Rồi được chào anh em và các bạn nha. Giờ cũng chiều bạn, được về tranh thủ về bạn ơi. Về còn công chuyện đó bạn, rồi gói hàng bán cho anh em nữa. Rồi chăm sóc cho em đó. Rồi giờ thành quả nãy giờ mọi người. Đó. Là tên của mình nha anh em. Đó. Một hồi
rồi được về nhà bạn rồi được sẽ đổ ra quay cho bạn xem tiếp nha. Thì giờ nãy mình có nói với bạn đó, coi tôm trứng mình sẽ bỏ thả cho nó đi nó sinh sản nha anh em. Mất tiêu rồi. Mọi người đây là tôm trứng rồi. Thả đi mọi người. Dính rồi. Dính luôn hả? Đang quay kết thúc video mà dính tôm nữa các bạn. Sao nó im vui giống cá bóng dừa như vậy? Dính nó luôn đi con. Tôm. Lên con nữa mọi người ơi. Không cho về luôn rồi đâu ơi đâu. Dính nữa rồi đâu ơi. Ơi, trời tới cả không nổi rồi. Nè các bạn, tôm trứng mọi người. Rồi. Đi đây. Rồi được, chào anh em nghe, không có gì về quay tiếp cho bạn xem nhé. Thì cuộc để cho nó sống mà. Chừng được chừng cỡ cả ký luôn à, đúng rồi. Rồi chào anh em nghe. Giờ mình đem về đồ epoxy mà nó chết các bạn. Nói chung là còn sống chắc cũng cỡ chục con quá, hơn chục con. Nè tỉnh nè, nè em. Đó nè. Là mấy con nè. 2 3. Bên này nữa nè, ố nó nhiều nè. Bên này 2 4 5 6 7 8 9 được 13 14 con á mọi người. Sống á. Còn chết cũng hơi nhiều nha. Nói chung là tại sách từ ở Mỹ Hội về đây á các bạn. Cho nên là hơi lâu. Đó, quá trời tôm luôn rồi nè. Tôm yếu yếu. Đó. Nói chung là hôm nay câu khoảng 3 tiếng hồ của mình là câu nhiêu đây nha mọi người. Đó, tôm càng. Có con này càng nhiêu là tôm càng mà vừa vừa các bạn ơi. Đó, ấy, mạnh dữ mạnh. Tôm này tỉnh nè. Thở oxy nãy giờ tỉnh, xíu nãy lặt hết trơn các bạn. Cái được chơi cái máy oxy thở nó tỉnh tỉnh vậy nè. Đó bạn, quá trời tôm luôn. Câu khoảng 3 tiếng hồ thôi, có một mình được câu á mọi người. Thì mập đó, theo quay phim đâu á. Một mình câu bạn. Đó làm không kịp luôn. Hai màu lý lịa luôn. Đó, thành quả như tôm nghe nè. Rồi chào anh em nha.